Không biết mọi người có từng nghĩ thế nào là thế giới thực? Thế giới thực là hình ảnh mà mắt chúng ta nhìn thấy, hay là âm thanh mà tai chúng ta nghe thấy, hay là những đồ vật mà hai tay chúng ta chạm vào được? Năm 1999, một bộ phim mang tên Ma Trận như một cơn gió lốc quét toàn thế giới. Thậm chí đến năm 2003 còn phát hành phần 2 và 3. Và đúng năm nay, Ma Trận cuối cùng cũng sẽ ra mắt phần 4. Chắc có nhiều bạn giống như tôi đây, rất mong chờ được xem bộ phim này. Bộ phim Ma Trận chủ yếu xoay quanh miêu tả thế giới hiện nay, chỉ là một chương trình được viết sẵn bởi các mã hiệu. Mọi thứ bên trong đó đều là ảo, và con người sống trong đó chỉ là thông tin của não bộ được truyền đến bởi máy chủ để đi cảm nhận thế giới mà thôi. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Và ngay sau khi nhân vật chính nuốt viên thuốc màu đỏ, anh ta cuối cùng mới phát hiện, hóa ra thế giới mà anh ta đã quá quen thuộc vốn không tồn tại. Mặc dù doanh thu phòng vé bộ phim Ma Trận rất tốt, nhưng bấy lâu nay mọi người chỉ xem nó như một bộ phim. Mãi cho đến sau vụ mất tích kỳ lạ của CEO một công ty nổi tiếng của Mỹ thì mọi người mới có một cái nhìn mới về nó. Bởi vì trước khi CEO này mất tích đã từng rất kinh hãi nói rằng tất cả chỉ là một trò chơi, đây là một thí nghiệm suy nghĩ, chúng ta đều sống trong thế giới ảo. Sự việc kinh khủng nhất đó là chỉ 5 ngày sau khi CEO nói xong câu này thì cô ấy bị phát hiện đã chết từ lúc nào ở ghế sau của xe hơi. Do bên khám nghiệm cho đến nay vẫn chưa có cách nào xác định nguyên nhân cái chết của cô ấy, cộng thêm những lời kỳ lạ mà người CEO này nói trước khi chết khiến cho người ta không khỏi hoài nghi rằng người CEO này liệu có phải do đã phát hiện ra điều gì đó mà khiến cho phích cắm của cô ấy bị người ta rút ra hay không. Hôm nay chúng ta hãy cùng nói về thế giới ảo. Năm 1986, Erin Valenti sinh ra trong một gia đình bình thường tại New York, Hoa Kỳ. Theo như cha mẹ của cô kể lại, từ nhỏ Erin đã rất hoạt bát đáng yêu, lúc nào cũng rất nhiều trò láo cá. Hồi học đại học, cô đã tốt nghiệp Georgetown University, khoa quản trị kinh doanh với thành tích xuất sắc nhất. Hơn nữa, cô ấy không chỉ là một sinh viên ưu tú mà còn là một người rất nhiệt tình làm công ích xã hội, thậm chí còn trở thành người khởi xướng của tổ chức phản đối buôn bán người. Sau khi tốt nghiệp, Erin tìm được công việc của nhà đầu tư mạo hiểm và một mình quản lý một quỹ lên đến 20 tỷ đô Mỹ. Năm 2011, Erin đã quen với người chồng hiện tại, nhà tâm lý học Harrison Weinstein. Sau khi kết hôn, hai người cùng chuyển đến Salt Lake City rồi thành lập một công ty tại đó mang tên Thinker Venture, chuyên cung cấp các dịch vụ, nghiên cứu và phát triển sáng tạo cho doanh nghiệp. Do Erin vốn có đầu óc kinh doanh, hơn nữa cô còn mạnh dạn đổi mới, vì thế tốc độ phát triển của công ty vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong thời gian 8 năm, công ty của Erin từ một người trở thành doanh nghiệp vừa và nhỏ với đội ngũ 120 người. Còn danh sách khách hàng của công ty cũng bắt đầu có những doanh nghiệp nổi tiếng. Năm 2019, Erin còn đạt được một đỉnh cao mới trong cuộc đời mình. Năm đó cô đã đạt được Giải thưởng Công nghệ Nữ năm 2019, đồng thời nhận được hợp đồng hợp tác với công ty vừa được Facebook mua lại với giá 500 triệu đến 1 tỷ đô. Công ty này có tên Control Labs, chuyên nghiên cứu công nghệ, suy nghĩ kiểm soát máy tính. Năm đó, trong buổi họp báo, người sáng lập công ty còn vô cùng hưng phấn, phát biểu với ngoại giới rằng trong tương lai không xa, công ty sẽ thực hiện được ước mơ liên kết đại não với máy tính và rồi mỗi người đều có thể thông qua suy nghĩ, kiểm soát máy tính. Đây là một việc tốt sao? Mọi người thử nghĩ xem, nếu như chúng ta có thể thông qua não bộ để điều khiển máy tính, vậy thì làm sao chúng ta chắc chắn được máy tính không kiểm soát ngược lại chúng ta? Không còn nghi ngờ gì, hợp đồng với Control Labs khiến cho Erin vô cùng xem trọng. Vì để cung cấp dịch vụ càng tốt hơn nữa cho khách hàng, Erin còn tự đăng ký cho mình một khóa học nâng cao mấy ngày. Nhưng cô ấy không bao giờ ngờ đến rằng chuyến đi này lại là một chuyến đi chết người. Ngày 1 tháng 10 năm 2019, Erin đáp chuyến bay từ thành phố Salt Lake nơi cô sống đến quận Cam, California để tham dự hội thảo tạo ra sức mạnh. Theo kế hoạch đã định, cô sẽ lại quận Cam 2 ngày, rồi sau đó đến thung lũng Silicon gặp mặt đồng nghiệp cũ, hàn huyên chuyện xưa. Và đến ngày 7 tháng 10, sẽ đáp chuyến bay trở lại Salt Lake, tham gia buổi lễ trao giải, giải thưởng công nghệ nữ mà cô đang rất mong đợi. Theo như người nhà Erin kể lại, trong quãng thời gian tham gia hội thảo, hàng ngày Erin đều gọi điện thoại cho họ, thậm chí trên điện thoại còn rất hào hứng bày tỏ rằng
hôm nay đã học được rất nhiều ý tưởng mới và cô đang rất nóng lòng muốn về đến công ty triển khai kế hoạch mới. Hai ngày sau, ngày 3 tháng 10, Erin kết thúc khóa học và đã đến thung lũng Silicon gặp bạn. Và theo cách nói của bạn cô ấy, mấy ngày hôm đó, Erin rất bình thường và cô còn mời bạn lần sau nếu đến Salt Lake thì nhất định qua tìm mình cùng đi chơi. Thời gian đến ngày 7 tháng 10, hôm đó là ngày cuối cùng chuyến đi của Erin. Theo kế hoạch, buổi tối cô ấy sẽ đáp chuyến bay về Salt Lake. Nhưng đúng lúc sau khi cô ăn tối cùng bạn xong thì mọi chuyện đã thay đổi. Lúc đầu, Erin đã gọi điện thoại cho mẹ nói rằng mình vừa chia tay bạn, vốn dĩ định lái chiếc xe mà cô thuê đến sân bay. Nhưng điều kỳ lạ là xe lại mất hút, không thấy đâu. Mà cô ấy khẳng định rằng lúc nãy xe đỗ ngay chỗ góc. Lúc đó, mẹ của Erin còn nói cô đừng cuống, sẽ tìm được xe thôi. Quả nhiên, khoảng 10 phút sau, Erin đã tìm thấy xe. Thế nhưng, quá kỳ lạ là dù đã tìm thấy xe, nhưng Erin vốn không bình tĩnh trở lại, mà trái lại càng bồn chồn lo lắng hơn. Cô bắt đầu lắp bắp nói, rõ ràng hơn 10 phút trước mới đổ xăng xe, vậy mà giờ xăng đã sắp hết rồi. Rất có khả năng do xe thiếu xăng mà cô không đến kịp sân bay được. Có thể do đã thấy con gái có điều gì đó bất ổn. Vì thế mẹ Erin đã lập tức liên lạc với chồng cô ấy, bảo lập tức gọi điện cho Erin. Vì thế, liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, hai người liên tiếp nói chuyện điện thoại cùng Erin. Nhưng tình trạng của cô ấy vốn không giảm bớt, thậm chí còn sợ hãi nói với người nhà. Tất cả chỉ là một trò chơi, đây là một thí nghiệm suy nghĩ, chúng ta đều đang sống trong thế giới ảo. Và đúng sau cuộc điện thoại này, người nhà của Erin đã không thể nào liên lạc được với cô nữa. Sau cú điện thoại kỳ lạ đó, thì điện thoại của Erin luôn trong trạng thái tắt máy và cô ấy cũng không đáp lên chuyến bay như đã định. Vì thế, ngay sáng sớm hôm sau, chồng của Erin đã lập tức thông báo cảnh sát địa phương, đồng thời yêu cầu họ tìm kiếm vị trí định vị cuối cùng của điện thoại di động của Erin. Nó nằm gần vị trí giữa đường Camden và đường cao tốc Almaden. Nhưng cho dù phía cảnh sát tìm kiếm thế nào, cũng không tìm thấy người. Ban đầu cảnh sát còn động viên người nhà. Họ cho rằng có thể Erin chỉ là tâm trạng không tốt, muốn một mình yên tĩnh chút. Những chuyện như thế này cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng người nhà Erin lại cho rằng cô ấy không phải kiểu người không nói lời nào mà đột nhiên biến mất. Hơn nữa trước khi mất tích, giữa hai vợ chồng Erin cũng không có mâu thuẫn gì. Sự nghiệp của cô ấy cũng đang ở đỉnh cao. Và chỉ mấy ngày sau thôi, Erin còn có buổi trao thưởng mà cô đang rất mong đợi. Mọi người không thấy rằng một người lựa chọn biến mất trong giai đoạn như thế này là rất kỳ lạ sao? Vì thế, sau nhiều lần yêu cầu của người nhà, phía cảnh sát dù không liệt Erin vào danh sách người mất tích, nhưng vẫn cử lực lượng cảnh sát tìm Erin ở khu vực gần đó. Và người nhà cũng phát động cuộc tìm kiếm Erin ở trên mạng, còn thông báo biển số xe mà Erin đã thuê. Với sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng đến ngày 12 tháng 10, có người đã phát hiện xe của Erin, và cô ấy thì đang ở ghế sau xe. Chỉ có điều, cô ấy sớm đã mất đi sinh mạng rồi. Điều kỳ dị là chỗ mà Erin mất mạng từ lâu đó chỉ cách vị trí định vị điện thoại cuối cùng 800m. Nhưng lúc trước khi cảnh sát tìm cô ấy thì lại không phát hiện ra chiếc xe, mà vị trí đỗ xe cũng không phải nơi hẻo lánh mà là khu cộng đồng. Nhưng suốt 5 ngày nay, cư dân qua lại không có ai để ý đến chiếc xe này, cứ như thể chiếc xe không tồn tại vậy. Càng lạ hơn là trên người Erin không có vết thương, ở hiện trường cũng không có dấu hiệu tự sát. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy tình trạng sức khỏe của Erin mọi thứ đều bình thường. Vậy thì vấn đề đã xuất hiện, rốt cuộc vì lý do gì mà Erin lại đột nhiên mất đi sinh mạng? Quan trọng nhất là vì sao trong cuộc điện thoại cuối cùng Erin lại luôn nhắc đến đây chỉ là một thí nghiệm suy nghĩ, chúng ta đang sống trong một ma trận. Ma trận là một thuật ngữ toán học từng được dùng trong bộ phim Ma Trận để đại diện cho mã tạo ra chương trình thế giới ảo. What is the Matrix? The Matrix is a computer-generated dream world built to keep us under control in order to change a human being. Cũng chính vì Erin đã nhắc đến ma trận trong cú điện thoại cuối cùng đó khiến cho người ta bắt đầu suy nghĩ rằng có lẽ nào do Erin đã phát hiện thế giới này thực sự là hư cấu, vì thế mới bị hệ thống xóa đi. Điều khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc là hiện nay thực sự có học giả cho rằng thế giới này đúng là hư cấu. Muốn tìm hiểu thế giới liệu có phải là ảo thì trước tiên chúng ta cần biết thế nào là thực. Đây là một quả táo. Tại sao? Bởi vì tôi thấy nó có hình dạng giống quả táo. Tôi ngửi nó hay thậm chí tôi ăn nó thì cũng cảm thấy nó là một quả táo. Mọi người biết không, mọi cảm giác trên của tôi đối với quả táo tất cả đều là đến từ sự giải thích của đại não đối với sự kích thích tín hiệu của thế giới bên ngoài tạo ra. Cũng tức là nói,
Nếu như chúng ta có thể thông qua việc tạo tín hiệu giả đưa đến đại não, thì chúng ta thực sự có thể đánh lừa đại não, khiến cho nó cảm thấy sự chân thực của quả táo. Nhưng trên thực tế, quả táo này rất có khả năng từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại. Xem đến đây, có phải mọi người có một loại cảm giác rất quen đúng không? Đúng, đây chính là lĩnh vực mà thực tế ảo đang cố gắng phát triển. Trên thực tế, từ rất lâu trước đây, con người đã luôn cố gắng tạo ra một thế giới ảo bằng mọi cách. Mà ở đây, mở rộng ra một vấn đề, nếu như nhân loại đến cuối cùng có thể tạo ra thế giới ảo, vậy thì chúng ta làm thế nào để chắc chắn rằng chúng ta vốn không phải đã nằm trong đó? Đây không phải điều vô căn cứ hay là tình tiết trong tiểu thuyết hoang tưởng, mà trên thực tế hiện nay có nhiều nhà vật lý học, nhà thiên văn học lần lượt đều đưa ra luận điểm ủng hộ, e rằng thế giới thực sự là ảo. Ngay cả đến người giàu nhất thế giới, Elon Musk đã từng nói rằng the odds that we're in base reality is one in billions. Vậy thì, tại sao những nhân vật đỉnh cao xã hội này lại đưa ra luận điểm hoang đường đến như vậy? Chẳng lẽ họ đều điên cuồng đến độ không thể phán đoán được thế nào là thật, thế nào là giả sao? Thực ra, họ nghĩ như vậy là do họ đang hoài nghi có thể chúng ta chưa bao giờ từng sống trong thế giới thực. Khoảng 2.300 năm trước, một vị trí giả vừa chìm vào giấc mộng đẹp ngọt ngào. Trong mơ, ông hóa thân thành một chú bướm đang tung tăng bay lượn. Và đúng trong lúc ông đang thỏa sức bay lượn giữa trăm hoa, thì đột nhiên từ trong giấc mơ tỉnh dậy. Và rồi kể từ đó, một vấn đề đáng sợ xuất hiện mà không thể xua tan đi được. Tôi phải làm sao mới xác định tôi thật sự đã tỉnh rồi? Có thể nào tôi thực ra là một chú bướm và mơ thấy mình là người không? Dù gì thì cảnh tượng trong mơ chân thực đến như vậy. Và vị trí giả này chính là Trang Tử. Ngoài Trang Tử, khoảng năm 428 trước công nguyên, Plato cũng từng đưa ra cách nói tương tự như vậy. Plato nói rằng, thử nghĩ một chút, có một nhóm tù nhân từ lúc sinh ra là luôn bị giam trong hang động. Do toàn thân họ bị trói, không thể cựa quậy được, cho nên họ chỉ có thể hướng mặt về phía bức tường trước mặt ở trong động. Sau lưng họ có một ngọn lửa, giữa đống lửa và họ có một con đường rất dài. Trên đó thỉnh thoảng sẽ có người đi qua, và bóng của những người này sẽ phản chiếu lên bức tường. Do những người tù nhân này chưa từng nhìn thấy thế giới chân thực, vì thế họ cho rằng những cái bóng kia chính là người thực. Và khi những người qua lại bắt đầu lên tiếng nói chuyện, thì tù nhân lại nghĩ rằng những cái bóng đang mở miệng nói. Cho đến một ngày, một trong những tù nhân này được tự do và ra khỏi hang. Anh ta lúc này mới hiểu, hóa ra những cái bóng chỉ là sự phản chiếu của vật thể thực. Anh ta bèn nhanh chóng trở về động, cố gắng nói cho mọi người thông tin này. Thế nhưng, dù cho anh ta có giải thích thế nào, thì những tù nhân khác đều không thèm tin anh ta, thậm chí còn cười nhạo thứ anh ta đang nói, mà chính họ lại không biết rằng lý luận trước mắt mà họ xem như chuyện đáng cười này lại mới chính là hình dáng của thế giới chân thực. Từ những ví dụ ở trên, chúng ta có thể đạt được một kết luận. Đó chính là, nếu từ đầu đến cuối, chúng ta chưa từng sống trong thế giới chân thực, vậy thì chúng ta dường như không thể nào phán đoán được như thế nào mới là thực. Năm 2003, một vị giáo sư trường Đại học Oxford, Nick Bottrom, đã đưa ra một giả thuyết mô phỏng. Ông Nick Bottrom nói rằng, do con người đến cuối cùng nhất định có thể tạo ra thế giới ảo, vì thế ba điểm dưới đây chắc chắn phải có một điểm đã xảy ra hoặc là đang xảy ra. Tình huống đầu tiên là con người trước khi tạo ra thế giới ảo sẽ vì những yếu tố khác mà tuyệt chủng. Tình huống thứ hai là trong thời không mà chúng ta đang ở hiện nay đã có sinh mệnh trí tuệ sở hữu kỹ thuật mô phỏng, nhưng họ chọn không làm như vậy. Thứ ba, chúng ta đã đang sống trong thế giới ảo. Và ngoài giáo sư Đại học Oxford, nhà vật lý học của NASA Thomas Campbell cũng từng nói, ông cho rằng thế giới tuyệt đối là ảo, mà mọi vật thể trong thế giới mô phỏng này đều là khi chúng ta quyết định nhìn nó thì nó mới xuất hiện trong chớp mắt, còn nơi mà không được nhìn thấy lại là một không gian không có gì cả. Sở dĩ như vậy là vì để tiết kiệm hiệu suất máy tính. Vì thế, về mặt lý thuyết mà nói, dưới sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, con người muốn thực hiện một thế giới mô phỏng vốn không khó như chúng ta nghĩ. Có phải là rất chấn động đúng không? Không sao, chúng ta hãy hít một hơi thật sâu đã. Chúng ta trước tiên giả thiết một chút. Nếu như thế giới mà chúng ta hiện nay đang ở đây thật sự có linh hồn, vậy thì chẳng phải vừa hay có thể giải thích về thế giới ảo mô phỏng hay sao? Từ xưa đến nay, có rất nhiều người đều tin rằng có linh hồn, nó tồn tại vĩnh viễn, sẽ không chết. Vậy thì khi nó chuyển sinh đến thế giới, chẳng phải rất giống người chơi bước vào trò chơi hay sao? Và cách chơi ở mỗi một tinh cầu lại khác nhau. Khi mà cơ thể xác thịt chết đi, trò chơi kết thúc, nhưng linh hồn của người chơi vốn không chết đi,
nó có thể lựa chọn cuộc chơi tiếp theo nên đi đâu, mà mỗi lần trải nghiệm trò chơi đều lưu giữ tại máy chủ, cũng chính là kho dữ liệu Akashic. Chuyên gia thôi miên về tiền kiếp nổi tiếng Dolores Cannon đã từng nói rằng trong vũ trụ có tồn tại một kho dữ liệu Akashic, nó lưu giữ mọi trải nghiệm của tất cả các sinh mệnh. Một số người có thể thông qua thôi miên kết nối với kho dữ liệu Akashic và rồi có thể đọc được tư liệu tiền kiếp. Có thể những thứ này khi vừa mới nghe thì thấy thật khó tin, nhưng ngay đến Einstein cũng từng nói hiện thực thực ra chỉ là một loại hoang tưởng. Và Nikola Tesla cũng tin sự tồn tại của kho dữ liệu Akashic bởi vì ông ấy thường có thể liên kết với nó khi ở trong giấc mộng, đồng thời nhìn thấy những cỗ máy còn chưa được phát minh ra. Đây chính là lý do vì sao hầu như không cần thí nghiệm mà ông ấy vẫn có thể phát minh ra máy móc. Mà nếu như những lời các nhà khoa học kể trên nói ra đều là thật, vậy thì có lẽ nào chúng ta thực sự đang sống trong thế giới mô phỏng? Và vấn đề duy nhất là nếu như có một ngày chúng ta có thể lựa chọn, bạn có lựa chọn để biết được chân tướng hay không? This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.